Sở tắc cha thanh lại bò mẹ bì nòng, mơ bì nòng bứng lê chương trình quam tay, không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên, phát nặng VTV Hà, đài truyền hình Việt Nam. Trương bì nòng hạc sường, côn phù lá dấu huyền tùa chùa tỉnh Điện Biên, bừa nòi côn, xăm kìm rú qua cắp bò mẹ chừa côn ứng. Dương năn văn hóa trên lang hồng chừa côn ni, đàng muôn lùi mất bày. Lại không tòng chằn, xương cưới đồng xền phon, xin sửa nùng nửa trên lang, cánh lại hít không ứng, bòm dệt tòi bòm mè côn tay. Khổ đáng bồng trời xưa, ăn lò sầu bó bông đầy quam pa, không chừa côn trầu xía lèo. Côn phổ lá men chừa nòi côn kìn rú nàng huyền tùa chùa. Cài biển mày khay ni côn phổ lá nhang cài sao chua hơn. Cáp cài hòi nưng hùa côn kìn rú nàng bản kẹp cánh bản túc xã Mương Đùn. Côn phổ lá bài nhài té xã Phình Sáng huyền Tuần Giáo. Mà kìn rú nàng phiếng lòng nòi còng tìn pô đán bản kẹp cánh bản túc. Tẻ gian pì xí xíp khòng thế kỳ cón. Dũ là càng ổng xã Mương Đôn chằm xíp cày số. Ma họt bản kẹp khủ hền cốc khẽ là buồng kìn đơi rú trung yên. Các bưng đảng hân han khăn chăn mặn nà. Ha phà cuồng luông trung yên nằn lò quam tô ma tăng nên văn hóa sáng sường đảng một lùi mết bày. Và phở từ câu khẽ ma nỉ cò báu hồ đầy ỉ men bàn khòng côn phù lá thầu quang vằn trẻ cầu xíp bì men côn o ma cảnh nhớ khẩn nặng phòng đín nỉ ha và thầu cò báu hồ chừa côn trầu mi bưng hịt không cảnh bưng nen vằn hóa sằng bừa và cò té hứng leo côn phù lá rốn nỉ bảo xếp riêng chiên tàm đầy tổ sư quam pa hịt không tòng chằn cảnh bưng nên văn hóa khòng chừa côn trầu hờ lan lằng có thế cho còn nhớ à ai pu tô thế khen ăn mà mi ăn kén bảo là ăn bài mới là ăn ăn ao ba mà pu sao mà hồi hù hù toàn thôi thế chứ nè sau này hai to nè thế mà khai khai học cần nhang mi ở và nhang ỉn năn mà khai khai mi là mi là vui vậy là khai bảo chom tò bưng hịt không tòng chằn chốn nên văn hóa một lùi mết bày hư buồng kìn đê rú hàng mử khòng côn phù lá rú nỉ cò can phà các bò mè côn tay thầu sùng thị phẻ bé xếp bì mi bé tổ lụ xí nhinh xí chay quẳng nằn hốc côn bòm ẩu côn tay ma dệt phùa dệt mia bé lụ xí nhinh xí chay xí tổ lụ lụ chay là ao tay mét xí tổ lụ nhinh này xong tôi lại pin mé phỏ xong tôi lại pin mé tay mình pin xiên đều cần bữa cha ao cần đấy cỏ tòi thầu phè cỏ nỉ côn phủ lá cỏ hù tắm hu xíu sồn mi xỉn sửa nung nửa giềng ha và kỳ xíp bỉ nỉ côn phủ lá nặng bản kép cỏ báu xếp tàm năm ngườn tinh mệt nhăng nung xỉn sửa khòng côn tay đón nè cái nung cùng hồ sơ lại nung lo nung xin sự yên tục nè sắm anh đi có xéo lè anh đi có xéo nỉ có xéo để anh bay khen đi có sắm loại mà lè yên hú đi chăn lè anh khen đi có nà khai cái nung bé khai này xin đi có nung tay đi có con tay con kéo đi có mà giúp cụ tay đâu bây giờ lo mà cháu có hủy diệt lo ha khởi tạm bung bú xéo lo lung quang văn viện bí thư chỉ bộ bàn kép hở hủ
bầu chom to một lùi hít không tổng chăn xỉn sửa nung nửa hư phân lại chu côn phở cỏ báu hụp ba quam khổng chừa côn trầu nhăng ba quam tay quần ổ tô hàng mử. Để khai khỏi nhớ khẩn vì bản sắc không dân tộc Phù Lá là theo khỏi hù theo khỏi đấy hình đó là bái kinh bái nung xuống sửa đó theo khỏi hù có ha cuốn thầu của ha tại châu ở hình cuốn thầu nung chỉ có thời cuốn thầu thôi là chắp bưng khỏi đó khai khỏi nhớ khẩn đó nung theo mốt theo không phổ thông bằng mưng mở đó sẽ khỏi có pin bất đầy bất đầy nung không trang phục dân tộc Phù Lá kín pa đó chắp bưng khỏi đó pin quám sư hụ ha pin ổ tố đó pin chưa mi ăn pi mi non ở cơ bản từ nã nữa non pi ở cơ bản đắc má chẳng ổ tố gần còn giờ cùng giờ bản khuống điều đó pin ở phù mi tề tây phải là pin ổ tố tố là pin phải tay tây mi lịch nói khay là coi như là phải xeo ăn kéo là phải xeo tây mi đó pin bơ mi mà hạ sầu pin bơ hụ đó. Còn ni nghe sàn trường mày trường bài chân lang khổng côn Phù Lá cò mạ pè ha và khai ni bưng côn hủ trang trường mày trường vải đối cặp côn Phù Lá nặng mương đùn chẳng mi san côn phong tô gà côn Phù Lá có té cho té lại mi lại mai này sàn sòng sàn xả ấy thứ khai bia rồi hơn nước gì mà là dùng không hơn nước rồi hay là sống xa bia rồi ông không hơn nước gì là ăn nhờ nhất là sau có cái sự ăn dùng thôi. Đối các bưng nên văn hóa khổng côn Phù Lá khai ni còn một lùi mết bày ngày cả bưng bảng hồi trên lang hịt không chơ trải xuôi cưới đồng cỏ báu bày hiểm đầy tên cá xỉn sửa nung nửa khay ni cỏ can phà cắp côn tay mèn chừa côn kín rú qua kèm cắp côn Phù Lá cốc ngườn lọ pừa côn Phù Lá nòi côn cảnh phân lại ẩu phân côn ửn mà dệt phùa dệt mia dâng nằn hịt không tỏng chằn nết kín luông rú kín nung khổng chừa côn có một lùi mết bày lan nòm khay ni cò bầu e ép diệt tòi bưng hịt không tổng chằn khổng chừa côn chầu côn thầu hù ma tăng văn hóa khổng chừa côn chầu cò báo lại nọ nằn o bò mè hê mi hùa chở bảy chè xướp diên chiên tàm văn hóa khổng chừa côn chầu hở lan nòm hê hù chành luông cần sằn nên chằn văn hóa khổng chừa côn khổ nỉ bảo chom to tẹt pan họt bưng nên văn hóa nhăng diệt dạ cha hở chu ngành chức năng buộc bua lầu bưng ngần lang văn hóa sáng sáng nằn té mới trao té cỏ chuyển nó cứ lác ma nó mới sinh sống hỉ nó khay đó biến rảo hơn cỏ biến bé phủ tay nó rảo hơn mắt cỏ bé cắn còn tăng trang phục dân tộc sơ khai có dần bắt đầu khấn hụ mài mót phải mở bắt đầu mi lại đâu khai nè trong thời gian tới sơ tăng đang ủy chính quyền xã mức đùn mức khỏi có tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hờ các dân tộc biển dân tộc Phù Lá ở trên địa bàn xã đó rất là hợp mẫn khôi phục lại khẳng bản sắc. Dệt dương sư bày trẻ cánh bánh khầy bưng nên văn hóa sáng sờ khổng côn Phù Lá xã mương đùn cần tạt tảnh luông bùn mà bè bưng khổ mở ma tăng văn hóa luông yển muôn khắp xe buộc chưa lầu chú bay khắp bay xe xỉn sửa trên lang khổng côn Phù Lá nếu chưa lan nóm chóng hanh sủ quan pa khổng chừa côn chầu chành trinh cạt kiên cắp côn thảo kẻ quảng bàn nhưng hù chành hịt không văn hóa khổng chừa côn
xào hà biển mài nghiền cứu búc chưa lầu hịt không tổng trần bay khắp bay xe khổng côn phù lá. Nếu chưa dần bay nùng xỉn sửa chiến lang cuồng bưng mưa lễ mưa trường mưa muôn khổng bàn và xương vịa bảy trẻ vào nửa báu đầy năm dệt sản văn hư chi báu năm dệt đầy bừa chơi năn chù côn chi báu hủ họt ngườn lang văn hóa khổng côn phù lá nặng nỉ xương đờ vầy bảy trẻ.